Tình huống được nhắc tới xảy ra trong một vụ tai nạn giao thông vào sáng qua ngày 7 tháng 10 ở ngã ba Mỏ Sét, Thanh Hóa. Theo những gì được ghi lại trong đoạn clip, người đàn ông cao tuổi đã bị thương ở đầu sau khi gặp tai nạn trên đường. Thấy máu chảy nhiều, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh trí cởi bỏ áo trong của mình, sơ cứu cầm áo cho người đàn ông gặp nạn. Xung quanh, những người chứng kiến cũng đang cố gắng tìm kiếm xe đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng thì một chiếc xe ô tô cũng đã dừng lại. Chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng với những người chứng kiến đã dìu người bị thương lên xe.